Tìm trong ngon gió thấy em cười lời ca con mãi em đêm anh hát. Hello xin chào tất cả mọi người chào mọi người quay trở lại channel của mình. Mình là coi mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay chúng ta quay trở lại đi game chính của mình. Mà cái đi game độc nhất thiên hạ không ai có cả đó chính là ốc tiêu chín năm bảy vừa vào thấy có thằng khen mình gà này kìa mấy thằng rẻ rách chuyên phá mình úp mà anh em đấy thì nói chung là những thể loại mà chuyên phá úp như thế này các bạn gọi là đừng có nên chấp trách với nó làm gì đấy chấp trách với nó thì thêm mệt thôi nó càng thêm phá rồi thì đấy các bạn là nó cứ tới phá thì các bạn nên bỏ qua cho nó đấy thì nói chung là hình như là nói chung là anh em một số anh em tới đầu hủy diệt rồi nhưng mà hiện tại thì ốc tiêu chín năm bảy vẫn đang vẫn đang trên đường đây mình đang mình đã úp được ba ngày rồi Đấy nhưng mà không ăn thua anh ạ Mì ly có 24 cái Xúc xích 21 à, Sushi thì 20 Kem dâu 20 Building 24 Hiện tại thì uh, building đang uh, building với lại Milli đang đứng đầu bảng Sika với lại uh, 24 cái đứng đầu bảng xếp hạng của tôi. Ôi trời ơi, rất là lâu luôn. Mẹ cà rốt với lại dưa hấu thì được liên tục bà con ạ. Rất là nhiều luôn. Đấy là mình đã thật rất là nhiều luôn. Và trong 3 ngày mình ốp thì uh, gồm đó là rớt đồ là như sau này. Đấy thì nói chung là mình úp đệ không à lần đầu tiên là các bạn cho đệ mang một set thần thôi và treo thôi đấy ok thì nói chung là mình cứ cho đệ mang một set thần và treo tẹt ca rồi lẹt bô không suy nghĩ gì cả đấy thì nói chung là treo nó rớt được bao nhiêu thì rớt còn không rớt được thì thôi đấy nói chung là hy vọng một ngày nào đó là mình sẽ chạm vào được đó là sẽ thủy diệt ha ha đấy anh em thấy không mấy thanh niên này theo, anh em thấy không nó lại kêu khinh người tại lê luôn nó thề luôn mình treo nhá mình treo mình ngồi rép tin nhắn với là treo ngồi xem phim đêm luôn mẹ nó vào cái là thấy ui giời thằng còi khi người vãi trưởng mà trong khi mình có biết con mẹ gì đâu anh em đấy cứ vào cứ treo đấy mấy thể loại trẻ trâu với lại xỉu nhi thế này thì anh em đừng có nên chấp trách nó làm gì đấy đừng có nên so sánh đừng có nên đặt vị thế của mình vào tình cảnh của nó và đi so sánh với nó làm gì đấy nó nó tụt đi cái đẳng cấp của mình anh em hiểu không anh em không nên làm cái điều đó đấy thì nói chung là mình đang trên đường đó là tới sẽ thủy diệt nam ấy hy vọng một ngày nào đó mình sẽ cầm đến tay nó sẽ thủy diệt nam ấy nhé mà con thì đang trên đường úp rồi hiện tại đã là x24 x21 x20 x20 với x24 rồi rất tuyệt vời Nói chung là quãng đường còn rất là dài nhưng mà cũng được 1 phần 5 chặng đường rồi hơn 1 phần 5 rồi Đấy, 24 trên 100 rất tuyệt vời tương lai thì nói chung là mình sẽ mang xét là hủy diệt Nam à, quá tuyệt vời đúng không nhìn thấy cảnh nó rất là phê lòi rồi và mình xin giải thích cho anh em một số câu hỏi đó là đồ hủy diệt có chuyển hóa được không thì mình xin trả lời đó là đồ hủy diệt không thể chuyển hóa được nha anh em thì đấy thì nói chung là tới với channel của mình thì anh em thắc mắc gì thì cứ hỏi ở cái clip tới thì mình sẽ nói mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho anh em đấy thì mình xin nhắc lại là đồ hủy diệt thì không thể chuyển hóa và đồ thần nam ấy thì có thể chuyển hóa nhưng mà không sao và lê không cấp độ đó thì ok thì nói chung là muốn chuyển hóa một đồ nào đó từ đồ thần thí dụ như là bây giờ mình muốn chuyển hóa găng thần nam ấy này với lại cái găng bạc dây uh, với lại cái găng vàng dây lốt và chỉ chuyển được từ găng vàng dây từ trở lên nha anh em từ găng vàng dây trở lên từ đồ zin trở lên hoặc là từ đồ lưỡng long trở lên thí dụ như là cái quần găng thần nam ếch này mình hợp với lại cái găng vàng dây cấp 7 này thì được nhưng mà nếu như cái găng vàng dây này mà cấp 4 thì mình lại chuyển hóa không được đấy đời là trái ngược về đấy anh em và trong 3 ngày mình úp thì mình lượm được hai món đồ đó là hai cái găng bạc dây lốt một cái găng ký gửi vàng 1522 cái găng này thì mình lượm ở núi tuyết nha anh em còn cái găng này cái găng bạc dơ lốt cùi nhất thiên hạ luôn 1291 này thì mình lượm ở bên núi tuyết luôn đấy thì nói chung là úp ở núi tuyết thì rớt được hai găng bạc cùi quá nên là mình quyết định là chuyển qua hoang băng làm tí cho nó mới mẻ đấy mình mới nhận được cái xúc xu, xích cái sao đấy đấy cố lên nào con cố lên nào đứa con của cha đấy tốt lắm hiện tại thì sức mạnh của mình mới là 40 tỷ 358 thôi rất là lâu luôn Đấy chủ yếu là bây giờ chủ yếu là mình úp đệ thôi Mình treo đệ thôi để mát ba vòng xong là mình tính tiếp Ok thì bây giờ mình sẽ thử thử nha Thử coi đệ của mình chỉ số là như thế nào rồi nha anh em Thì bây giờ là mình sẽ tháo hết tất cả set thần ra nha Rồi ôi trời ơi hành trang đầy con mẹ rồi Mình sẽ mang hành trang mang vào cái đã Mang vào cho đỡ chặt giường đấy rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tháo ra thử coi Tháo ra thử coi đệ của mình ba vòng nó như thế nào rồi nhá Nói chung là chắc ba vòng đến bây giờ chắc cũng ổn rồi đấy. Trời hai cái găng bạc lốt phải nói rằng nó cùi mình lượm ở câu lơm nó cùi vãi trường ra. Người ta thì gọi là lượm đồ thần các kiểu nhẫn thần tay lê luôn. Mình thì gọi là cứ là găng bạc lốt đồ, găng vàng lốt đấy bán luôn cái găng này 15 triệu này. Găng 1291 chắc chả ai thèm nó bán luôn đi. Cái găng này chắc ký 50 triệu đây. Ký 50 triệu đây ai mua thì mua đấy. Ai mua ủng hộ thì mua đấy. Đấy ai ai gọi là quý mến ủng hộ thì mua dùng cái đấy. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ thử coi uh, con đệ của mình nó đã full 3 vòng chưa nha anh em Hiện tại đang là sức đánh là 10k5 Ôi giời sức đánh cùi mía luôn Ủa sao lại 10k5 Ồ oh, sao lại 10k5 nhỉ nice. Bậy nha bậy nha tách hợp thể ra đã cho con đệ mình gọi là nó trần tính lại cái đó anh em Ồ oh, sao con đệ mình chỉ có 10k5 uh, sức đánh anh em nhỉ Oh my god Dã man thật anh em ạ à Ở đây 21k1 anh em Con đệ của mình 21k1 rồi như vậy là chỉ số mát sức đánh của chúng ta hiện giờ đó là 22k Như vậy là con đệ của mình còn 900, gần 900 sức đánh nữa là mát rồi Anh em thấy lẹ chưa? HP của mình thì đã được 441k KI của mình là 443k Và từ lúc mình open câu lơ chí tới giờ chưa tăng một giáp nào Đấy, và đệ của mình đã giới hạn lên 50 tỷ Và mình xin giải thích cái câu hỏi mà độc chiếm thị trường ngày hôm nay đó chính là à, Anh Còi ơi À, khi mà mình giới hạn đệ lên 50 tỷ rồi thì mình úp đệ được bao nhiêu tiềm năng mình xin trả lời đó là vẫn như cũ nhá con đệ là nó không có tính chung với lại sư phụ sư phụ một lần úp là khi giới hạn lên 50 tỷ sư phụ một lần úp là chỉ có là đâu là 5k 10k tiềm năng nhưng mà đệ nó vẫn như cũ đó là 100 200 thậm chí là con đệ của mình là 300k bây giờ thì mình sẽ thử cho anh em xem đó là bằng cách đó là chứng minh cho tất cả mọi người thấy đó là con đệ của mình đã giới hạn lên 50 tỷ mà úp nó vẫn được rất nhiều tiềm năng Đấy thì để như thế là Tại vì sao là mình nói như thế Tại vì là mình muốn là anh em không phải lo nghĩ gì khi giới hạn cho đệ Đấy thì mất công là một số anh em là Sợ lo nghĩ về giới hạn cho đệ Thì phải nói là úp nó rất là lâu Đấy là mình nói thật úp nó rất là lâu luôn Thì anh em sợ như vậy Nhưng mà không sao cả Đệ thì nó vẫn không sao Chỉ có sư phụ thôi Sư phụ thì nhận được cái tiềm năng thôi Còn đệ mình thấy bình thường mà anh em Đây này Về chỗ cũ hang băng nhá Đệ của mình giới hạn lên 50 tỷ nữa nhá Bây giờ mình sẽ cho đề úp nha anh em Mình sẽ bút đậu lên này Con đề của mình hiện tại đang là 479 triệu nha anh em Nếu như mà nó úp một lần 5k tiềm năng với sức mạnh Thì còn lâu mới lên 480 triệu Ok thì con đề của mình đang là 479 triệu 397 nha Mình sẽ nhập lại để cho nó đánh một quái đi Rồi ok nó đánh thêm một quái đi nha Đấy con đệ đấy thì 479 triệu anh em thấy không Đấy tiếp tục tăng này Tiếp tục tăng này Đấy này thì nó không có fit con đệ anh em ạ. Con đệ là úp là vẫn mát ga thôi. Đấy úp một phát nha Đấy 480 triệu anh em thấy không Như vậy là Việc giới hạn sức mạnh không ảnh hưởng tới đệ Mình xin nhắc lại là việc giới hạn sức mạnh không ảnh hưởng tới đệ Đấy thì nói chung là như vậy Mất công anh em lại sợ giới hạn nữa Thì nói chung là mình úp lên con đệ cho lên 50 tỷ luôn để ở mục đích là gọi là mai mốt à, có cái đồ gọi là hủy diệt thì mang cho đệ cái mà mình xin nhắc lại là đồ hủy diệt không thể nào không thể nào chuyển hóa được nha anh em đây thì một số anh em đang ảo tưởng là đổi diệt sẽ chuyển hóa được với lại đồ vàng sẽ lột cấp 5, cấp 6, cấp 7, không thể nào được nhá. Đấy thì nói chung là mình đang trên đường tới xét thủy diệt Nam ấy, hy vọng anh em sẽ ủng hộ mạnh mẽ nhá. Nói chung là lâu lắm bà con ạ, à. úp rất là mệt luôn, úp ngày, úp đêm, úp thêm chủ nhật. Hy vọng là trước Tết mình sẽ có xét thủy diệt, nói chung là khá lâu, một chặng đường khá dài nhưng mà con đề của mình là sắp tới là sẽ full 3 vòng thôi anh em. Full 3 vòng là HP, KI với là sức đánh Nói chung là KI với sức đánh thì chỉ còn 9k nữa full rồi Còn à, sức đánh thì à, nói chung là sức đánh gần gần hơn 800 sức đánh nữa thì sẽ full Và mình úp ở bên câu lơ từ 3 ngày nay thì mình thấy là con đề của mình không tăng một chút giáp nào cả Giáp 2010 thì vẫn 2010 thôi đấy Thì à, một số anh em à, lại kêu là qua câu lơ úp, toàn tăng giáp em phải qua bên tương lai đấy một số thanh niên lại bảo như vậy nhưng mà theo em thì không, em múc ba ngày nay không tăng một giáp nào, hay là do cái chỉ số tăng lên 50 tỷ nó như vậy các bác nhỉ Em cũng không biết luôn. Thôi được rồi, clip này mình dừng lại tại đây thôi. Hy vọng là một ngày nào đó không xa, mình sẽ mình sẽ trên con đường đó là à, 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 sẽ thùy diệt ha. À, à, tuyệt vời quá. Hơi bị xa vời. Ok thôi ba anh em nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ. khẻ anh em cái cho anh em biết là ốc tiêu 957 đang trên đường tới đích. Ok ba anh em.